Đây cho cả nhà mình xem ớt ở Gò Cát nè cả nhà. Cho cả nhà mình xem ớt Gò Cát nha. Rất là đẹp nha cả nhà. Cao lắm, diện tích ớt này nó cao tầm cỡ gần ngang vai nè cả nhà. Nhà mình thấy rất là đẹp nha. Ớt quá đẹp nè, ớt này ở Gò Cát nha cả nhà. Cũng cung cấp sinh học lên cho trên đây cũng xài nè. Cả nhà mình thấy ớt nó đẹp nha, trái cái này. Đó, cho cả nhà mình coi đó. Trái quá trái nha. Trên Gò Cát. Ớt này tầm cao cũng gần ngang vai rồi nè nha. Quá cao đi, nó muốn lúc cây quay mình, cây quay mình cao mà nó muốn bằng cây quay. Đó, còn bên kia thì thấp hơn. Bên kia ớt nó không phát triển bằng. Khi mình xài cái dòng dưỡng của sinh học của nông Duy Phát à, thì nó cung cấp cái trồng mình nó xanh như vậy nè, nó sẽ tốt, nó cao vậy nè. Còn bên đó đó, chủ bên đó chưa xài được cả nhà, thì nó còn thấp nha. Rất là im cả nhà, rất là im.